Về đến Thiết Cốt phái về sau, Quân Thường Tiếu một mực đang suy nghĩ như thế nào thu hoạch được đại lượng dược tài đến luyện chế 4 loại đan dược. Sơ phẩm liệu thương đan không cần phải nói, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, coi như không cần cũng có thể cầm lấy đi bán, đến hung hăng kiếm lời một số tiền lớn. Sơ phẩm tố thể đan cùng tụ khí đan, một cái cường hóa nhục thân, một cái đề bạt tu luyện tốc độ của thật võ giả thiết yếu chi vật, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Luồng khí xoáy đan càng ngưu bức, có nó đệ tử đã thông 12 mạch, tấn cấp phu đồ dễ như trở bàn tay. Bốn loại đan dược nếu như toàn có, lại lấy không hết, chẳng khác nào đánh không chết, còn có thể nhanh chóng đột phá. Không được, không được, Quân Thường Tiếu nói, nhất định phải nhanh tìm tới dược tài, coi như không thể đại lượng sinh sản, cũng cần phải trước mỗi người luyện hàn trên dưới 100 khỏa. Hồ Dương Thành, muốn đi? Hắn không có lập tức lên đường tiến về, mà chính là ấn mở luyện dược các giao diện, luyện ra 4 phần liệu thương đan, 3 phần tố thể đan cùng 1 phần tụ khí đan. Sơ phẩm tố thể đan, một người chỉ có thể phục dụng một khỏa, lại nhiều cũng không có hiệu quả, trước hết cho Thiên Thiên Thanh Dương bọn họ đi. Thiết Cốt phái đệ tử có trên dưới 100 miệng, Quân Thường Tiếu tạm thời không thể làm đến chu đáo, cho nên chỉ có thể trước cho mấy tên nhập môn hơi sớm đệ tử. Trưởng môn, đây là cái gì á? Lý Thanh Dương bưng lấy viên kia như của nho lớn nhỏ sơ phẩm tố thể đan, một mặt khó hiểu nói. Quân Thường Tiếu nói, đây là tố thể đan, sau khi phục dụng có thể cường hóa kinh mạch cùng thân thể, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lý Thanh Dương trừng to mắt. Tại trong hiểu biết của hắn, thân thể cường hóa phần lớn dựa vào tâm pháp cùng khổ luyện, đan dược thay đổi, thật là có chút khó có thể tin. Hé miệng, nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa, thuốc tan nhập thể nội, trong nháy mắt hình thành một cuồn cuộn đặc thù năng lượng, tràn ngập tại quanh thân. Rất nhanh, Lý Thanh Dương liền rõ ràng cảm nhận được, máu trong cơ thể, kinh mạch cùng mỗi tấc da thịt đều đang phát sinh thuế biến, nhục thân cường độ không ngừng lên cao. Cải tạo hoàn tất, hắn đi vào huấn luyện phòng, một quyền đánh vào máy khảo nghiệm bên trên, biểu hiện lực lượng vì 3000 cân. Đây là thuần túy nhất nhục thân chi lực, không vận dụng linh lực, lúc trước khảo nghiệm là 2500 cân, phục dụng tố thể đan sau trực tiếp đề bạt 500. Thật không thể tin à, Lý Thanh Dương cả kinh nói, Tô Tiểu Mạt sau khi phục dụng cũng tới chắc thí. Khai mạch 12 đoạn hắn, không vận dụng linh lực, đấm ra một quyền 5000 cân, so lúc trước gia tăng 200 hai bên. Bành, Tô Tiểu Mạt lại dùng chân đá một chút, lực lượng vì 2500 cân. Quả nhiên, trong khoảng thời gian này đá khoái lạ bóng đá, cước lực cùng bệnh phù chân đều có không tệ đề bạt, vượt xa quyền đầu lực lượng. Phổ thông khai mạch 12 đoạn, lực lượng phổ biến tại 1500 hai bên, Tô Tiểu Mạt tư chất không cao, đột phá đến 5000 cân, nói rõ tạo nên đan cùng tạo nên máy tác dụng rất lớn. Lục Thiên Thiên cũng phục dụng tố thể đan, nội tâm tuy nhiên chấn kinh, lại không biểu hiện ra ngoài, cũng không có tới máy khảo nghiệm trước chắc thí lực lượng. Đây thật là một cái cao lạnh tiểu cô nương đây. Thanh Dương, Quân Thường Tiếu ra lạnh, để đệ tử phân được chuẩn tiến vào phòng tập luyện cùng linh lực trận, làm đến toàn diện cân đối đề bạt. Đúng, ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả, thì hướng chân trời đẹp nhất đám mây. Mùa xuân lại đi tới hoa nở khắp núi sườn núi, gieo xuống hy vọng liền sẽ thu hoạch. Sáng sớm, âm hưởng hát lên thần khúc tiểu bình của, đang động cảm giác tiết tấu hạ, Thiết Cốt phái đệ tử tự phát sắp xếp chỉnh tề, theo nhịp nhảy dựng lên. Dạ Tinh Thần cũng ở chính giữa, tốc độ cứng ngắc, động tác không ăn khớp, một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng. Thể dục buổi sáng về sau, sảng khoái tinh thần đệ tử, tại nhị sư huynh an bài xuống, muốn sao tiến vào phòng tập luyện, muốn sao tiến vào linh lực trận, bắt đầu toàn một ngày mới tu luyện. Quân Thường Tiếu tại căn tin ăn cơm xong, tính toán đi Hồ Dương Thành, liền nghe bành một tiếng, đỏ thắm đại môn theo bên người bay qua, vỡ vụn tại diễn võ trường bên trên. Chúng ta, đạp, mà Vĩnh Ninh dậm chân đi tới, trên mặt chỗ trắng chỗ xanh, toàn thân dính đầy bụi đất gầm thét lên. Là ai đem ta khiêng đi? Mẹ nó, Quân Thường Tiếu nhanh chân tiến lên, linh lực rót vào quyền đầu bên trong, hướng về phía cái này phiêu bạt đao khách, chính là đổ xuống một trận quyền đấm cước đá. Chúng ta đắc tội ngươi sao, tới một lần đá một lần. Thùng thùng. Buổi trưa, trên diễn võ trường, bị đánh cả đầu mọc đầy bao Mã Vĩnh Ninh huy động truy nhỏ, đang sửa chữa vỡ thành hai mảnh sơn son đại môn. Tê, một cái không chú ý, xúc động đau nhức bắp thịt, để hắn đau thẳng hút hơi lạnh. Ta chính là đường đường đáo khách, há có thể làm loại này và xếp vật. Mã Vĩnh Ninh ánh mắt lấp lóe lửa giận, đột nhiên đem cái búa vứt bỏ, ôm lấy đao hướng phía cửa tiến lên. Lý Phi, vâng, sư huynh. Gọi Lý Phi đệ tử, đem khoái lạc bóng đá buông xuống, khóa chặt chạy trốn Mã Vĩnh Ninh, lên chân nhất kích kính xạ, bóng cao su nổ bắn ra mà ra. Hưu đến, mê mơ, Mã Vĩnh Ninh phát giác không ổn, quay đầu nhìn lại, bành một tiếng bị khoái lạc bóng đá oanh ở trên mặt, cả người ngửa người ngược lại cắm đi qua. Tốt một cái 100% dùng mặt nhận bành tất sát kỹ, Tô Tiểu Mạt đi tới, kéo lấy hắn một chân, kéo đến diễn võ trường nói. Trưởng môn lúc còn đi nói, không đem môn sửa chữa tốt, cũng đừng nghĩ rời đi Thiết Cốt phái. Đáng giận. Mà Vĩnh Ninh phẫn nộ không thôi, lại chỉ có thể xoa mặt, cầm lấy cây búa tiếp tục sửa môn. Hồ Dương Thành, quan trưởng môn đứng tại như nước chảy trên đường phố chính, người không khí tràn ngập dược tài vị, thở dài. Không hổ là dược tài chi thành à,
Làm Thanh Dương quận 8 cái thành trì một trong, Hồ Dương Thành lấy bán ra đan dược, giúp tài làm chủ, nội thành Ngả Gia càng là danh tiếng lâu năm tiệm thuốc. Không có công phu đi xem nội thành có một lối riêng khu nhà, Quân Thường Tiếu hỏi thăm người qua đường về sau, đứng dậy tiến về dược tài thị trường. Quả nhiên không đến nhầm, chỉ là đi dạo một nhà dược tài cửa hàng, vẻn vẹn liệu thương đan dược tài thì góp 5 phần. Dược tài trong chợ dược tài cửa hàng, chỉ ít có mấy chục nhà, cái này khiến Quân Thường Tiếu mừng rỡ không thôi. Từng nhà đi dạo, các loại luyện chế đan dược tài, cũng là không ngừng mua. Nửa canh giờ đi dạo xuống tới, một phen tổng kết, liệu thương đan 20 phần, tạo nên đan 5 phần, tụ khí đan 4 phần, luồng khí xoáy đan 2 phần. Riêng có dược tài chi thành Hồ Dương Thành, tại dược tài phía trên xác thực mạnh hơn Thanh Dương Thành nhiều. Chỉ là số lượng này vẫn không vừa lòng tại Quân Thường Tiếu, cho nên đành phải tiến vào thị trường lớn nhất một nhà đến Ngả Gia dược tài cửa hàng. Vị công tử này có nhu cầu gì sao? Mới vừa gia nhập dược tài cửa hàng, một tên cơ linh cửa hàng tiểu nhị liền chào đón. Quân Thường Tiếu quét mắt một vòng nội bộ linh lang đầy rẫy kệ hàng, nói: "Đem các người trong tiệm trưởng quỹ gọi tới, có đại sinh ý cần." "Đại sinh ý?" Tiểu nhị vội vàng đi thông báo nội viện trưởng quỹ, rất nhanh liền gặp một tên bụng phệ trung niên nhân đi tới, chắp tay cười nói: "Bỉ nhân Mã Trinh, dược tài điếm trưởng quỹ, không biết các hạ là..." Quân Thường Tiếu đem một gốc dược tài đặt ở gối thuốc bên trong, các tay nói: "Thiết cốt tranh tranh phái trưởng môn." Mã trưởng quỹ cả kinh nói: "Ngươi chính là Quân Thường Tiếu?" Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Quân trưởng môn liền suy đoán ra đối phương nhất định nghe nói mình trong khoảng thời gian này làm đại sự. "Ai, ca hiện tại đã không phải là người bình thường, báo ra thân phận là có thể đem người ta hù đến." Mã trưởng quỹ sầm mặt lại quát: "Đánh ta nhà Ngả công tử, còn dám tới dược tài cửa hàng, ngươi lá gan không nhỏ ạ, ngươi tới bắt lại cho ta." Soát soát, nội viện nhất thời xông ra một đám tay chân, đem Quân Thường Tiếu trong nháy mắt bao vây lại. Hắn khóe miệng co giật thầm nghĩ: "Cái này nội dung cốt truyện không đúng sao?" Ngả Gia đại sảnh, Ngả Gia gia chủ Ngả Thượng Nghệ đang cùng mấy cái tên trưởng lão thảo luận mấy ngày gần đây nhất sự tái sinh ý, trên mặt khi thì xuất hiện mỉm cười. Ngả Thượng khác cùng một người trưởng lão khác cũng là vẻ mặt tươi cười. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều thành trì cùng môn phái đến mua sắm dược tài, sinh ý vô cùng nóng nảy, lợi nhuận cũng so những năm qua mạnh, bọn họ tâm tình từ dù không sai. "Gia chủ, ngươi có thể nghe nói Thiết Cốt phái đệ tử đoạt được môn phái luận võ vô địch sự và sức không?" Chính sự nói xong, Ngả Thượng khác bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngả Thượng Nghệ uống một ngụm trà, nói: "Nghe nói, Tam đệ, ngươi thật đúng là không nhìn lầm, cái này Thiết Cốt phái không đơn giản à?" Nhị trưởng lão Ngả Thượng Phòng nói. Ngả Thượng Nghệ nói: "Bốn tên đệ tử ôm đồ môn phái luận vào bốn người đứng đầu, đây là cổ kim không có sự tình, Thiết Cốt phái có thể làm được tuyệt không phải ngẫu nhiên." Mà lại, hắn dừng một chút, trầm giọng nói: "Linh Tuyền Tông cũng bị Thiết Cốt phái trưởng môn diệt." Ngả Thượng khác cùng Ngả Thượng Phòng cả kinh nói: "Hai người mấy ngày nay một mực đang bế quan tu luyện, tin tức dừng lại tại Thiết Cốt phái đoạt giải quán quân bên trên." Ngả Thượng Nghệ nói: "Cái kia Quân Thường Tiếu một người phía trên Linh Tuyền Sơn, giết vì nhất hỉ, vì nhất nộ cùng hơn 30 đệ tử, còn phóng hỏa đốt Linh Tuyền Tông. Cái này quá làm loạn đi." Ngả Thượng Phòng trừng to mắt nói. Ngả Thượng khắc nói: "Linh Tuyền Tông cùng Thánh Tuyền Tông có quan hệ, Thiết Cốt phải đem diệt đi, cái này không phải là muốn chết sao?" Ngả Thượng Phòng nói tiếp: "Đâu chỉ Thánh Tuyền Tông, theo ta thấy Bách Tộc Liên Minh liền sẽ không vòng qua Thiết Cốt phái, dù sao Liên Minh có quy định, thành viên không được làm ra diệt môn sự tình." Ngả Thượng Nghệ nói: "Hôm qua Tần Minh chủ tại Tinh Nguyệt Lâu tổ chức Liên Minh hội nghị, đang tại thương thảo như thế nào trừng trị Thiết Cốt phái." Phốc, phốc, một cái bầu câu đưa tin bay tới, rơi vào trên bàn trà, trên đùi của đống trúc nhỏ. Ngả Thượng Nghệ lấy xuống nói: "Thanh Dương Thành đến tin tức." Mở ra xem, biểu hiện trên mặt ngưng kết, ánh mắt nổi lên về kinh ngạc. "Gia chủ, làm sao?" Ngả Thượng Phòng nói. Ngả Thượng Nghệ đem thư tín ném qua đến, Ngả Thượng khác cũng lại gần, hai người nhìn qua về sau, trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ kinh ngạc. Trên thư giải rác vài đoạn chữ, nội dung vì đến Thiết Cốt phái trưởng môn hai chiêu trọng thương trường đao môn môn chủ, hai chiêu trọng thương cửu phẩm vũ đồ thân thông. Ngả Thượng Phòng cả kinh nói: "Cái kia Thiết Cốt phái trưởng môn không phải là vũ sư?" Ngả Thượng khắc nhớ lại cùng Quân Thường Tiếu giao thủ một màn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khó trách hắn tốc độ nhanh như vậy, thì ra là một tên vũ sư. Di lưu tàn ảnh tốc độ, đến nay ẩn trong lòng hắn chưa từng xóa đi, mỗi lần nhớ tới sau lưng phát lạnh, dù sao lúc ấy nếu có sát tâm, chính mình chết sớm rất nhiều lần." Ngả Thượng Nghệ trầm mặc sơ qua, nói: "Cái này Thiết Cốt phái không thể coi thường. Ngay từ đầu Ngả Thượng khắc bị đánh bại, hắn trà hòa khí khó tiêu, kém chút ngăn không được, dẫn người đi Thiết Cốt phái báo thù. Hiện tại thế nào, thái độ có chuyển biến?" "Diệt Linh Tuyền Tông, trọng thương trường đao môn môn chủ, thì đại biểu Quân Thường Tiếu không đơn giản. Ngả Gia vốn chính là làm ăn, coi trọng dĩ hòa vi quý, Thiết Cốt phái gần đoạn thời gian biểu hiện khiến người ta kinh diễm, tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc." Ngả Thượng khắc nói: "Gia chủ, dạng này môn phái, chúng ta Ngả Gia tốt nhất có thể kết giao thì kết giao, không thể kết giao cũng không thể kết thù kết toán." "Có đạo lý." Ngả Thượng Phòng đồng ý nói. "Không tốt." Đúng lúc này, một tên người hầu xông tới, vội vội vàng vàng nói: "Trưởng môn, trưởng lão, có người tại dược tài cửa hàng nháo sự." Ngả Thượng khác cùng Ngả Thượng Phòng cọ một chút đứng lên, ánh mắt nổi lên lửa giận.
Ngả ra tại Hồ Dương Thành đặt chân mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên không người nào dám tới rước tài cửa hàng nháo sự. Ngả thượng nghẽ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Người hầu vội vàng nói, một cái tự xưng thiết cốt phái trưởng môn gia hỏa, đem chúng ta hộ cửa hàng võ giả cho đánh. Ngả thượng khác cùng ngả thượng phòng hé miệng, mới vừa rồi còn đang thảo luận quân thường tiếu, đang nói có thể kết giao thì kết giao, không kết giao cũng không thể kết thù kết toán, hiện tại trực tiếp tới trong tiệm nháo sự, cái này liền có chút gây rối. Đi, ngả thượng nghe đứng dậy mà ra. Ngả ra rực tài cửa tiệm, vây quanh một đám võ giả, khi thì chỉ trong tiệm, khi thì nghị luận, mười phần ăn dưa quần chúng. Không tệ, là thiết cốt phái trưởng môn. Kỳ quái, hắn không có ở đây thiết cốt phái, làm sao lại tại Hồ Dương Thành? Ngả ra trong thành đặt chân mấy trăm năm, theo không ai dám đến nháo sự, cái này thiết cốt phái trưởng môn là gan thật là lớn à. Nếu như nhát gan, có thể diệt Linh Tuyền Tông à. Đã có người đi thông báo ngả ra, đợi lát nữa có trò vui nhìn. Đến, đến, ngả ra gia chủ cùng trưởng lão đến. Có người la lên. Rất nhiều võ giả cùng nhau quay đầu, chỉ thấy ngả ra gia chủ mang theo hai tên trưởng lão hùng hùng hổ hổ đi tới, biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm túc. Xoát, xoát, ngả thượng nghệ ba người cất bước đi vào dự tài cửa hàng. Từng người ngả ra võ giả ôm bụng ngã trên mặt đất, xem ra là bị đánh đứng không vững. Ngả trưởng lão, đột nhiên, phòng tiếp khách truyền đến thanh âm nói, chúng ta lại gặp mặt. Quân thường tiếu bắt chéo hai chân dựa vào ghế, gọi Mã Trinh trưởng quỹ, bụng mặt đứng ở bên cạnh. Hắn bắp chân tại run rẩy kịch liệt, bởi vì thanh long thế đao dán tại trên cổ, hơi động đậy mảy may, đầu liền có thể cùng thân thể tách ra. Ngả thượng nghe ánh mắt âm trầm xuống tới, thủ hạ cùng trưởng quỹ bị đánh thành bộ dáng như vậy, thật là khinh người quá đáng. Ngả thượng khắc trầm giọng nói, quân trưởng môn, ngươi có ý tứ gì? Quân thường tiếu nhìn một chút phát run Mã trưởng quỹ, nói, bổn tọa đến quý điếm cùng các ngươi ngả ra nói chuyện làm ăn, trưởng quỹ lại sai người đem bổn tọa cầm xuống, cho nên chỉ có thể bị ép đánh trả. Nghe đến đó, ngả thượng nghe ba người hiểu rõ, ngả thượng khắc chắp tay nói, quân trưởng môn, có lời gì có thể nói cho tốt, mời trước bỏ đao xuống. Cái này muốn không nghe nói đối phương trọng thương trường đao môn môn chủ, chắc chắn sẽ không như thế hiền lành. Đúng thôi, quân thường tiếu đen đao thu hồi, nói, nếu như hắn có ngả trưởng lão khách khí như vậy, sự vặt xếp cũng không thể nào đến một bước này. Phù phù, gác ở trên cổ đao không, Mã trưởng quỹ trực tiếp có quắp trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Thụ thương võ giả bị khiêng đi, chưa tình hồn Mã trưởng quỹ cũng bị đỡ đi, toàn bộ cửa hàng chỉ còn lại quân thường tiếu cùng ngả ra ba tên cao tầng. Bốn người ngồi tại phòng tiếp khách, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm nghị. Ngả thượng nghệ đè ép khó chịu, mở miệng nói, quân trưởng môn muốn cùng ta ngả ra nói chuyện làm ăn. Không tệ, quân thường tiếu nói, một khoản rất đại sinh ý. Cái gì sinh ý? Ngả thượng nghệ đền hứng thú, trời đất bao la, sinh ý lớn nhất, ngả ra nhất quán tôn chỉ. Quân thường tiếu đem một trang giấy đặt lên bàn, nói, phía trên này viết dược tài, các ngươi ngả ra có bao nhiêu, bổn tọa muốn bao nhiêu. Ngả thượng nghệ cùng hai tên trưởng lão liếc nhau, đem trang giấy cầm lên, phía trên viết dược tài tổng cộng 12 loại, có phổ biến cũng có hiếm thấy. Quân trưởng môn, hắn ngẩng đầu nói, người xác định có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Theo ngả gia chủ ánh mắt bên trong, quân thường tiếu nhìn ra chính mình cần dược liệu, ngả gia cũng không ít, cho nên cực chân thành nói, không tệ, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Ngả thượng nghĩa nói, quân trưởng môn, người những dược liệu này chỉ nói hiếm thấy nhất đế hoa chi diệp, ta ngả gia thì có hơn 200 gốc, toàn mua lại giá cả cũng không nhỏ. Hơn 200 gốc, quân thường tiếu trong lòng nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Luôn khi xoáy đan tài liệu cùng sở hữu 3 loại, trước 2 loại thì tốt hơn phối, duy chỉ có đế hoa chi diệp khó tìm. Ngả ra có hơn 200 gốc, cái này muốn mua lại đến, vài phút luyện ra hơn 200 khỏa luồng khí xoáy đan à. Muốn hết, quân thường tiếu không chút do dự nói, 4 loại đan dược dược tài, coi như đập nồi bán sắt cũng phải lấy được. Ngả thượng nghệ bóp lấy tay chỉ, hơi híp mắt, đi qua một phen tính toán nói, quân trưởng môn, phía trên dược tài, nếu như người muốn hết, chỉ ít cần thanh toán 10 vạn lượng. 10 vạn lượng à? Quân thường tiếu hai tay ôm một cái, cười nói, không có vấn đề. Cướp sạch sơn tặc bảo khố, lĩnh thưởng tiền, quân thường tiếu giá trị con người có 5 vạn lượng, trọng tu nội viện hóa đi chừng vạn lượng, có thể góp đầy đủ 10 vạn lượng. Có thể, có thể. Diệt Linh Tuyền Tông đem kim khố quét sạch, không tính các loại trí bảo vũ kỹ, vẹn vẹn hoàng kim thì có 1 vạn lượng. Ngả thượng nghệ cùng ngả thượng khác hai vị trưởng lão, ánh mắt nổi lên kinh ngạc. 10 vạn lượng không coi là nhỏ số lượng, một cái cửu lưu môn phải có thể xuất ra nhiều như vậy, thực khó mà tin được. Ngả gia chủ, quân thường tiểu nói, những dược liệu này bao lâu có thể vận đến? Ngả thượng nghệ hơi chút cân nhắc nói, quân trưởng môn nếu như vội vã muốn lời nói, hai canh giờ có thể trở tới đây. Vội vã muốn, quân thường tiểu nói, hắn hiện tại hận không thể liền đem dược tài đem tới tay, lôi ra lò luyện đan số lớn luyện đan. Ngả thượng nghệ nhìn về phía ngả thượng phòng nói, đi thông báo kho thuốc trưởng lão, đem quân trưởng môn dược liệu cần thiết toàn bộ vận đến dược tài cửa hàng. Đúng, ngả thượng phòng tuân lệnh, quay người rời đi. Hai canh giờ có hơi lâu, cho nên ngả thượng nghệ liền nói chuyện phiền nói, quân trưởng môn mua nhiều như vậy dược tài, chẳng lẽ muốn luyện đan? Quân thường tiểu nói, không tệ,
Ngà gia làm đan dược và dược tài sinh ý, về sau nói không chừng có nhu cầu, trong giọng nói so sánh ôn hòa, không có Tinh Nguyệt Lâu phía trên như vậy hung hăng càn quấy. Đây chính là Quân Thường Tiếu, có thể vô tình diệt Linh Tuyền Tông, cũng có thể cùng lão bằng hữu giống như ngồi xuống cùng vừa gặp mặt ngà gia chủ nói chuyện phiếm. Đây là ngà gia coi trọng Dĩ Hòa vi quý, đổi lại võ đạo thế gia, thủ hạ tại từ trong cửa tiệm bị đánh, khẳng định đã sớm rút đao gặp nhau. Ngà Thượng Nghệ kinh ngạc nói, là quân trưởng môn luyện đan à? Không tệ, Quân Thường Tiếu nói. Ngà Thượng Nghệ trong ánh mắt kinh ngạc càng đậm nói, quân trưởng môn tu vi bất phàm, lại hiểu đan đạo, của thật rồng trong loài người, không hổ là thương trường trên người, nói chuyện để Quân Thường Tiếu đều không có ý tứ. Hắn khiêm tốn nói, quân mô cũng là nhiều học một môn tay nghề, về sau không làm trưởng môn còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Ngà Thượng Nghệ cùng Ngà Thượng Khắc khóe miệng giật một cái, đan dược một đạo, nhưng là không phải đầu bếp, cầm lấy cái muỗng liền có thể học tay nghề, cái này muốn nhìn tư chất cùng thể chất. Căn cứ Tinh Vẫn Đại Lục ban ngành liên quan thống kê, bình quân 100.000 người bên trong mới có thể xuất hiện một tên luyện đan tư chất người, có thể nói tương đương hy hữu. Ngà Thượng Nghệ nói, quân trưởng môn đã đem đan đạo coi là tay nghề, chắc hẳn đã có thành tựu cực cao à? Cũng tạm được. Quân Thường Tiếu vừa nói xong, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, mười ngón chụp cùng một chỗ, nói, đúng, ngà gia chủ, các ngươi ngà gia thu đan dược sao? Ngà Thượng Nghệ cười nói, ta ngà gia kinh doanh chính là thu bán đan dược. Ngà gia đan dược phường tại Thanh Dương quận các thành đều có phân cửa hàng, bên trong mua đan dược, chỉ ít có một nửa là thu lại, xem như mua cái nhãn hiệu đi. Quân Thường Tiếu nói, ta chỗ này có một loại liệu thương đan, ngà gia chủ có hứng thú hay không thu mua? Cái này, ngà gia chủ hơi chút chần chờ nói, không dối gạt quân trưởng môn, liệu thương đan là phổ biến nhất đan dược, chúng ta ngả ra hàng rất nhiều, tạm thời không có gì nhu cầu. Quân Thường Tiếu tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ngả gia chủ, tha thứ bổn tọa nói thẳng, ngươi ngả ra liệu thương đan chỉ là một đống rác rưởi. Ngả Thượng Nghệ cùng ngả Thượng Khắc khẽ giật mình, ánh mắt nổi lên lửa giận. Nhà mình buôn bán liệu thương đan, phẩm chất từ trước đến nay cao, bị hình dung rác rưởi, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Quân Thường Tiếu xuất ra một khỏa sơ phẩm liệu thương đan để lên bàn nói, ngà gia chủ có thể nhìn một chút bổn tọa luyện chế liệu thương đan. Ngà Thượng Nghệ thản nhiên nói, quân trưởng môn, ngươi đan dược này cũng không có chỗ đặc thù gì, làm lâu dài kinh doanh đan dược lão thủ, phẩm chất đan dược ưu khuyết, cơ bản liếc một chút liền có thể nhìn ra cái đại khái tới. Sơ phẩm liệu thương đan xác thực không xuất sắc, màu sắc phía trên cũng lại tối tăm, lúc trước xuất ra Cửu Lý Thanh Dương, Lục Thiên Thiên còn tưởng rằng là phổ thông kim sang dược đây. Quân Thường Tiếu nói, mời ngà gia chủ nhìn kỹ một chút. Ngà Thượng Nghệ cùng Ngà Thượng Khắc liếc nhau, đem liệu thương đan cầm bốc lên đến, phóng thích linh lực bao phủ, lắc đầu nói, quân trưởng môn, cái này xác thực rất phổ thông, tựa như người mới học thử tay nghề luyện liệu thương đan, còn đời đời kinh doanh đan dược, ngươi ngả ra thật không biết hàng. Như vậy đi, Quân Thường Tiếu nói, ta liệu thương đan hiệu quả thế nào, ngà gia chủ có thể đem vừa rồi thụ thương Mã trưởng quỹ mời đến nghiệm chứng một phen. Ngà Thượng Nghệ hướng Ngà Thượng Khắc được cái ánh mắt, cái sau gật gật đầu, đi ra phòng tiếp khách, chỉ chốc lát liền đem Mã Trinh mang đến. Soát, đột nhiên Quân Thường Tiếu một cái bước xa vọt tới, quyền đầu rót vào linh lực, hung hăng đánh vào hắn trên bụng to, trực tiếp đánh thành lõm hình. Phốc đến. Mã trưởng quỹ con mắt nhất thời trợn trừng, phun ra một ngụm máu. Quân Thường Tiếu ngưng lại một chút sau lưng, một cái ném qua vai đem hắn ngã trên mặt đất, sau đó anh đi anh hai quyền. Quá trình phát sinh rất nhanh, là Mã trưởng quỹ nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất. Ngà Thượng Nghệ lúc này mới phẫn nộ đứng dậy, quát, Quân Thường Tiếu, ngươi khinh người quá đáng. Mà sống ý, hắn có thể không so đo sự và xếp vừa rồi, bây giờ công kích Mã trưởng quỹ, đem người đánh thành dạng này, người bùn cũng có 3 phần hỏa khí á. Quân Thường Tiếu về đến chỗ ngồi, một tay nắm mặt, là một thủ thể nói. Mã trưởng quỹ cũng coi như bị thương rất nặng, còn mời ngả ra chủ thử một chút đan dược, nếu như không thể lập tức chữa tốt hắn, quân mẫu nguyện tự tuyệt kinh mạch. Vì trao hàng đan dược, để người ta bạo lực đánh một trận, lại đánh cực tự sát, cái này thao tác tuyệt đối song kích lục. Lập tức chữa tốt, Ngà Thượng Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, quân trưởng môn, ngươi có liệu thương đan là tiên đan hay sao? Nói, đi đến Mã trưởng quỹ trước mặt, đem sơ phẩm liệu thương đan ném vào bên trong miệng, dù sao vừa rồi bộ kia công kích quá nặng, không nhanh trị liệu, sợ có nguy hiểm tính mạng. Ngà Thượng Khắc càng là lấy ra nhà mình đan dược, nhưng còn không có đem bình thuốc bên trong liệu thương đan đổ ra, nửa chết nửa sống Mã trưởng quỹ đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Phù phù. Ngà Thượng Nghệ cùng Ngà Thượng Khắc kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt xuất hiện hãi nhiên. Bị Quân Thường Tiếu đánh thành nửa chết nửa sống Mã trưởng quỹ, thẳng tắp đứng lên, hình ảnh của thực không phải kinh sợ. Ta, Mã trưởng quỹ nâng lên hai tay, một mặt mộng bức nói, thương thế tốt lên. Ngà Thượng Nghệ cùng Ngà Thượng Khắc con mắt dần dần trợn tròn. Quân Thường Tiếu vừa rồi tiếp ngay cả công kích tương đương bạo lực, tên này tuyệt đối trọng thương, coi như kịp thời trị liệu, cũng miễn không nằm trên giường 3 tháng. Phục dụng nhìn như phổ thông liệu thương đan, lại tự mình đứng lên đến, còn có thể nói chuyện.
Gặp quỷ, vẫn là nói đùa. Ngà Thượng Nghễ dù sao trải qua mưa to gió lớn, một bộ tiến lên, đặt tại Mã Trường Quỹ cổ tay khí mạch bên trên. Linh lực rót vào bên trong, thấy được hệ nội kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại, cả người trong nháy mắt hóa đá. Ngà Thượng khác cũng xông lại, đặt tại một cái tay khác khí mạch bên trên, khi xuất đối phương một chút nội thương đều không, đại náo oanh một tiếng hóa thành trống không, người cũng mọng ngay tại chỗ. Thương tổn nặng như vậy, cấp tốc khỏi hẳn. Đây không phải liệu thương đan, đây là tiên đan à. Ngà Thượng Nghễ cùng Ngà Thượng khác, cùng Mã Trường Quỹ một mặt mộng bức, tựa như ba tôn nhân thể nghệ thuật điêu khắc đứng thẳng. Quân Thường Tiếu ôm tay, cười nói, Ngà gia chủ, quân mẫu liệu thương đan, hiệu quả như thế nào? Ngà Thượng Nghễ lấy lại tinh thần, vội vàng theo sát đi tới, hai tay dán trên bàn, thần sắc ngưng trọng dị thường nói. Quân trưởng môn, những ngươi loại này liệu thương đan có bao nhiêu, ta Ngà gia thu bao nhiêu? Trọng thương người, phục dụng lập tức khỏi hẳn. Liệu thương đan hiệu của trị liệu, cổ thực rất kinh khủng á. Hơi náo từ bình thường người làm ăn, đều sẽ nghĩ tới một khi tiêu thụ, khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Quân Thường Tiếu cười nói, giá ca, quân trưởng môn chính mình mở. Ngà Thượng Nghễ nói. Quân Thường Tiếu mò sờ cằm, nghĩ sâu tính kỹ về sau, mở miệng nói. 1 vạn lượng một khóa, có thể. Ngà Thượng Nghễ đều không cân nhắc sẽ đồng ý. Quân Thường Tiếu khóe miệng giật một cái, âm thầm áo não nói. Ta có phải hay không muốn thiếu? Tinh vấn đại lục võ giả thụ thương, trọng thương là rất phổ biến sự và sức. Nếu như người nào không bị thương tổn, không có nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng tu dưỡng trải qua, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng đồng hành chào hỏi. Cho nên, quân Thường Tiếu liệu thương đan, có thể để trọng thương người trong nháy mắt khỏi hẳn, tuyệt đối đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Lâu dài kinh doanh đan dược Ngà gia gia chủ, lấy cái kia nhạy cảm khứu giác, trong nháy mắt ngửi ra, loại đan dược này giá trị cùng lợi nhuận phi thường cao. Từng nói 1 vạn lượng, coi như 5 vạn lượng cũng không thể do dự. Quân Thường Tiếu rất phiền muộn, nhưng mở ra giá khẳng định không thể lại đổi giọng, nói. Ngà gia chủ, loại này liệu thương đan, bổn tá luyện chế 10 khỏa, Mã Trưởng Quỹ phục dụng 1 khỏa còn lại 9 khỏa, người muốn hết thì cho 10 vạn lượng đi. Sơ phẩm liệu thương đan hắn còn có 20 khỏa đây, không được đầy đủ bán đi, đến cùng lưu chút dự bị, thứ hai cho lần sau thời điểm đem giá cả nâng lên. Còn về cái này 10 khỏa liệu thương đan, thiếu bán điểm liền thiếu đi bán điểm đi, tiện thể lộ lộ đường, thăm dò sâu cạn. Ngà Thượng Nghễ sụp đổ vô cùng, nếu như ngay từ đầu liền biết liệu thương đan nghịch thiên trộ, chắc chắn sẽ không cho Mã Trinh phục dụng. Dù sao cái này muốn cầm đi thật tốt phận danh tiên truyền một phen, bán đi giá trên trời không là vấn đề. Có thể, Ngà gia chủ sảng khoái nói, cái này 9 khỏa, ta Ngà gia nguyện ra 10 vạn lượng. Quân Thường Tiếu đem trang bị 9 khỏa liệu thương đan đan bình đặt lên bàn, nói, Ngà gia chủ là dùng ngân phiếu thanh toán, vẫn là dùng dược tài chống đỡ. Ngà Thượng Nghễ nói, ta Ngà gia làm ăn, từ trước đến nay theo quy củ đi, mua bán một mã thì một mã, sẽ không dùng hàng đến chống đỡ. Nói, phất tay theo không gian dưới chỉ lấy ra thật dày ngân phiếu, vừa tốt 10 vạn lượng. Ta đậu phộng, đi ra ngoài mang nhiều tiền như vậy, Ngà gia gia chủ không sợ bị ăn cướp à? Quân Thường Tiếu không có đem ngân phiếu thu hồi, nói, Ngà gia chủ, liệu thương đan tuy nhiên có thể khôi phục thương thế, nhưng bổn tạ đan thuật có hạn, vẹn vẹn áp dụng khai mạch cùng vũ đồ tầng thứ. Ngà Thượng Nghệ sắc mặt biến hóa, hắn còn nghĩ đến mua súng liệu thương đan, tăng lớn tuyên truyền cường độ, làm cho cả Thanh Dương quận đều biết, từ đó làm nền giá trên trời bán đi. Nếu như chỉ thích dùng khai mạch cùng vũ đồ, tính hạn chế thì lớn, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, dù là chỉ dùng tại khai mạch cùng vũ đồ cũng là phi thường sợ, có tiền gia tộc cùng môn phái tất nhiên muốn đoạt lấy. Ngà Thượng Nghễ một phen suy tư, nói, còn khắc cầm khế ước tới. Đúng, Ngà Thượng khắc tay lấy ra mua bán khế ước, không hổ là chuyên nghiệp sinh ý gia tộc, còn muốn ký tên đồng ý. Quân trưởng môn, Ngà Thượng Nghễ chân thành nói, ngài mẫu hy vọng cái này 9 viên thuốc hiệu quả cùng vừa rồi viên kia một dạng, đây là lo lắng bị lừa gạt à? Quân Thường Tiếu đen thân thể nghiêng tới, nói, Ngà gia chủ xin yên tâm, bổn tọa đã ra bán đan dược, liền sẽ không lừa gạt. Ngà Thượng Nghễ cũng tin tưởng, đường đường đứng đầu một phái sẽ không làm loại va sách này tới. Hai người tuần tự ký tên in dấu tay, một khoản đan dược mua bán hoàn thành, Quân Thường Tiếu lúc này mới không khách khí đem 100 ngàn ngân phiếu thu nhập không gian dưới chỉ. 10 khỏa liệu thương đan tài liệu hoa mấy trăm lượng, kết quả bán đi 10 vạn lượng, lợi nhuận phi thường khủng bố. Quân Thường Tiếu bắt đầu tưởng tượng, có đầy đủ dược tài, luyện chế càng nhiều liệu thương đan buôn bán, sau đó bỏ ra nhiều tiền mở rộng thiết cốt phái, kiến tạo giống như hoàng cung to lớn. Đan dược bán sinh ý thành công, hai người nhiệt tình bắt đầu giao lưu. Hơn một canh giờ về sau, Ngà Thượng Phòng đi vào dược tài cửa hàng, nói, gia chủ, quân trưởng môn cần dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Nói, đem mấy cái mai không gian giới chỉ buông ra. Ngà Thượng Nghễ khẽ vươn tay, cười nói, quân trưởng môn, mời kiểm hàng đi. Loại này không gian giới chỉ, không cần nhận chủ, ai cũng có thể nhìn trộm. Quân Thường Tiếu lần lượt dung nhập bên trong, cho đến điểm thanh bên trong dược tài, cái này mới nói, dược tài phẩm chất không tệ, Ngà gia chủ cho giá đi. Quân trưởng môn, những dược liệu này hết thảy 10 vạn lẻ 500 lượng. Ngà Thượng Phòng mở miệng nói, Ngà Thượng Nghễ liền nói, quân trưởng môn cho cái chỉnh là được. Soát, Quân Thường Tiếu nhẹ nhàng phất tay, vạn lượng hoàng kim giống như núi nhỏ chồng chất tại phòng tiếp khách.
Hoàng kim tuy nhiên so bà quý giá, nhưng ở Tinh Vẫn Đại Lục vẫn là lấy bà cùng ngân phiếu làm chủ. Quân Thường Tiếu không vận dụng vừa đạt được 10 vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp cho Hoàng Kim, cũng là không hy vọng lại đi ngân hàng tư nhân cái khác đổi lấy. Chậc chậc, ngả gia chủ giơ lên ngón tay cái, nói, xuất thủ cũng là vạn lượng Hoàng Kim, quân trưởng môn thật hào khí. Nói, hướng ngả thượng khác là một cái ánh mắt, đối phương lại lấy ra một tấm khế ước, hiển nhiên lần này dự tài mua bán, vẫn phải ký tên đồng ý. Rất quy củ, rất coi trọng. Quân Thường Tiếu nâng bút ký tên in dấu tay, làm ngả gia chủ cũng đem thủ ấn đặt tại tên bên trên, bên tai nhất thời truyền đến thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh đến. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ Thiên Kim Tán Tẫn thu hoạch được 20 điểm điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ Vạn Kim Tán Tẫn thu hoạch được 50 điểm điểm cống hiến. Đinh, môn phái điểm cống hiến 245-500. Không phải đâu, tốn hao hoàng kim cũng là ẩn tàng nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ Vạn Kim Tán Tẫn. Phát động che giấu khen thưởng, từ chất cải tạo dịch quyền mua, đã chuyển vận đến đã mua thương phẩm cụt. Còn có che giấu khen thưởng, Quân Thường Tiếu vội vàng kéo ra khu mua sắm, điểm tại đã mua thương phẩm trên lan can, nhìn thấy nguyên bản trống không ca đến dâu nhiều từ chất cải tạo dịch. Điểm kích tường tình, nội dung vì đến. Đồ vật, từ chất cải tạo dịch, công hiệu, có thể cải tạo tự thân từ chất, tại nguyên trên cơ sở đề bạt một cái cấp độ, chú thích, giới hạn trung phẩm từ chất người sử dụng, có tác dụng trong thời gian hạn định, cả đời, giá cả 50 điểm điểm cống hiến. Nhìn thấy công hiệu là trung phẩm tư chất sử dụng, Quân Thường Tiếu nhất thời ha cười ha hả, đem bên cạnh ngả ra ba tên cao tầng hoảng sợ nhảy. Cái này là thế nào? Ba người một mặt mộng bức thời khắc, Quân Thường Tiếu chắp tay nói, ngả gia chủ, bổn tọa trước hết cáo từ. Mời, ngả thượng nghĩa cùng hai tên trưởng lão vội vàng làm tiễn đưa. Đi ra, dược tài ngoài tiệm, ăn dưa quần chúng nhao nhao phát triển. Bọn họ chờ hai canh giờ, thì vì chờ thiết cốt phái trưởng môn nháo sự, ngả gia hội xử lý như thế nào? Nhưng khi thấy ngả gia chủ cùng hai tên trưởng lão một mặt mỉm cười cùng đi Quân Thường Tiếu mà ra, trên mặt mọi người biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Đến trong tiệm nháo sự, chủ nhân còn vẻ mặt vui cười tiễn đưa, cái này nội dung cốt truyện không đúng sao? Ngả gia chủ cáo từ, quân trưởng môn đi đường bình an. Đang ăn dưa quần chúng nhìn hạ, Quân Thường Tiếu nghênh ngang rời đi. Đinh, ký chủ tiêu phí 50 điểm điểm cống hiến, thu hoạch được từ chất cải tạo dịch 11, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ. Đinh, môn phái điểm cống hiến 199-500. Ra khỏi thành về sau, Quân Thường Tiếu đem tứ chất cải tạo dịch mua lại, sau đó hướng lên cái cổ uống hết. Đinh, ký chủ sử dụng tứ chất cải tạo dịch 11, đang cải tạo linh căn tứ chất. Linh căn tứ chất cải tạo hoàn tất, ký chủ thành công đột phá đến thất phẩm vũ đồ. Theo trung phẩm linh căn tăng lên tới thượng phẩm linh căn về sau, Quân Thường Tiếu tu vi bị kéo theo, lần nữa đề bạt một cái cấp độ. Linh căn đề bạt, đối với thiên địa ở giữa tồn tại linh khí, cũng có càng cao độ phù hợp, đi trên đường, đều có thể cảm nhận được chúng nó như bóng với hình. Một khắc này, Quân Thường Tiếu rốt cuộc để ý dài, nắm giữ thượng phẩm linh căn Lý Thanh Dương, tại sao lại được xưng là trăm năm khó gặp thiên tài? Thoải mái á? Thoải mái hơn là, trở lại về môn phái lúc, kéo ra luyện đàn các, nhân làm dược tài tồn tại ở không gian giới chỉ, phía trên 4 loại đan dược toàn bộ hiện lên có thể luyện chế trạng thái. Quân Thường Tiếu hoa 10 vạn lượng, mua bao nhiêu luyện chế đan dược tài liệu, sơ phẩm liệu thương đan hơn 800 phần, sơ phẩm tạo nên đan cùng tụ khí đan đều hơn 400 phần, luồng khí xoáy đan lại có hơn 200 phần. Cái này 100.000 hai bộ phận lớn tiêu vào sau ba loại đan dược tài bên trên, liệu thương đan dược tài chiếm cứ tỷ lệ nhỏ bé. Luyện, Quân Thường Tiếu không có về đến môn phái, thi điểm tại sơ phẩm liệu thương đan luyện chế cái nút bên trên. Đinh, đinh, thanh thúy thanh âm tại bên tai vang lên, từng khỏa đan dược tựa như pha lê bóng giống như xuất hiện tại trong không gian giới chỉ. Rất thời gian ngắn ở giữa, hơn 800 khỏa sơ phẩm liệu thương đan luyện chế mà thành. Đổi lại tư cách trưởng bối luyện đan sư, dù là luyện chế bình thường nhất liệu thương đan, chỉ ít cũng phải hơn mấy tháng. Quân Thường Tiếu nói, cái này luyện đan các thật là quá cường hãn. Môn phái kiến thiết cấp 2 về sau, hắn một bắt đầu để ý là các loại hạn mức cao nhất giá trị. Trên thực tế chân chính như bước là một khóa luyện đan các. Quân Thường Tiếu hiện tại vô cùng chờ mong, kiến thiết đề bạt cấp 3, đưa ra thiết lập chú tạo các. Có luyện đan các cái này mô bản, để hắn suy đoán, chú tạo các hẳn là cũng có một khóa chú tạo vũ khí công năng đi. Đan dược, vũ khí, đối Tinh Vẫn Đại Lục võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu như đều có, còn thế nào có thể không mạnh đâu. Nghĩ thì nghĩ, khoảng cách để môn phái kiến thiết tăng lên tới cấp 3 còn quá xa xôi, dù sao nhân số bất mãn, không cách nào phát động môn phái nhiệm vụ, khó có thể thu hoạch thành tựu giá trị. Tiếp tục luyện đan, Quân Thường Tiếu một bên đi đường, một bên luyện đan, bên tai vang lên mỹ diệu đinh 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 âm thanh, đan dược cũng không ngừng hội tụ tại trong không gian giới chỉ. Bất quá, tiếp xuống xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, đại lượng luyện chế sơ phẩm tố thể đan lúc, tốc độ rõ ràng không có luyện chế liệu thương đan nhanh. Hệ thống nói, luyện dược các tuy nhiên có thể nhất thể hóa luyện đan, nhưng nếu như đan dược đẳng cấp tương đối cao, liền sẽ hao phí thời gian hơi dài. Dạng này nha, Quân Thường Tiếu không thèm để ý, dù sao chậm cũng chậm không bao nhiêu. Nửa giờ sau,
Tư Trăm phần tố thể đan toàn bộ ra lò, mà đem Tư Trăm phần tủ khí đan luyện chế mà thành, còn hao phí 1 giờ. Ba loại đan dược toàn luyện xong, bắt đầu luyện chế trọng yếu nhất luồng khí xoáy đan, kết quả đuổi 2 giờ đường, cho đến trở về Thiết Cốt Phái mới đưa 200 phần toàn bộ luyện xong. Có chút chậm, Quân Thường Tiếu nỉ non nói, cộng lại hơn năm 1.800 viên thuốc, dựa vào luyện đan các, theo Hồ Dương Thành đi vào Thiết Cốt Phái, thiếu hụt 4 giờ toàn bộ luyện chế hoàn thành, con hàng này lại có mặt ngại chậm. Trưởng môn đại môn sửa chữa tốt, ngươi thấy thế nào? Mới vừa tiến vào môn phái, Tô Tiểu Mạt chỉ dựng thẳng tại diễn võ trường phía trên Sơn Hồng đại môn nói, vẫn được. Quân Thường Tiếu nói, tên kia người đâu? Nhốt tại phòng giam. Tô Tiểu Mạt nói, Quân Thường Tiếu khóe miệng giận một cái nói, ngươi đem hắn cùng hai cái sát thủ quan cùng một chỗ, bạn vừa đánh nhau làm sao bây giờ? Trưởng môn, xin yên tâm, ba người bọn hắn trung thực vô cùng. Tô Tiểu Mạt nhếch miệng cười nói, thật sao? Quân Thường Tiếu đứng dậy tiến về phòng giam, thông qua cửa sổ khe hở, liền thấy Mã Vĩnh Minh dán tại bên tường, ôm đao cùng hai tên sát thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bầu không khí hơi có vẻ nghiêm nghị. Sơ qua, Mã Vĩnh Minh mở miệng nói, hai vị, các người chằm chằm Mã Mỗ thật lâu, có phải hay không muốn luận bàn một chút? Kim bài sát thủ, keng. Mã Vĩnh Minh rút đao, trầm giọng nói, Mã Mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua, đừng tưởng rằng mặc một thần hắc liền có thể hù dọa ta. Tới đi, phân cao thấp. Kim bài sát thủ cùng sát thủ liếc nhau, nghĩ thầm, con hàng này não tử có phải hay không có vấn đề? Trưởng môn, bọn họ xử lý như thế nào? Tô Tiểu Mạn nói, Quân Thường Tiếu sai người nói, cái kia mà Vĩnh Ninh nhốt mấy ngày thả, còn về hai cái sát thủ trước hết nhốt lại. Đúng, Quân Thường Tiếu đi một chuyến huấn luyện phòng, ở bên trong huấn luyện hai canh giờ, tắm rửa trở về chỗ mình ở. Ngả ra người, ngồi trong thư phòng, hắn nỉ non nói, lúc này cần phải bắt đầu chủ tính, như thế nào tuyên truyền sơ phẩm liệu thương đan đi? Vâng. Ngả thượng nghe cùng ngả gia cao tầng giờ phút này chính ở đại sảnh thương nghị, như thế nào tiêu thụ chỉ có mấy khoản liệu thương đan, cũng làm đến lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Hô, Quân Thường Tiếu hai tay dựa vào sau gáy cố lên nói, quên căn dặn bọn họ, đừng nói cho ngoại nhân, đan dược là ta luyện, cái này bận tâm không cần thiết. Ngả thượng nghĩa là khôn khéo thương nhân, tại không có thu hoạch được hắn trao quyền, tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài, dù sao sợ đồng hành kết thúc à. Trời sáng đem đệ tử gọi đến, đem đan dược phát súng đi, để bọn hắn nhân thủ một khỏa. Tốn tiền nhiều như vậy, luyện nhiều như vậy đan dược, Quân Thường Tiếu hy vọng chính mình mạnh lên, đệ tử cũng theo mạnh lên, không phải vậy như thế nào tại trong vòng trăm năm thành là mạnh nhất môn phái đây. Tại thư phòng ở một lúc, trở về phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển lên dịch cân kinh, bắt đầu thu lấy thiên địa linh lực. Nắm giữ thượng phẩm linh căn hắn, tại thu lấy, luyện hóa linh lực phía trên tốc độ càng nhanh, mà mang đến chỗ tốt chính là, đan điền khí xoáy tụ tập năng lượng tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Lúc này, dù là không dựa vào hệ thống thăng cấp công năng, cảnh giới đề bạt cũng không thể chậm hơn Lý Thanh Dương. Đi qua mấy lần linh căn cải tạo, Quân đại trưởng môn cũng coi như thoát ly phàm căn, quang vinh trở thành một tên không tệ thiên tài. Chỉ là bắt đầu, Quân Thường Tiếu mục tiêu là đến thân phẩm linh căn, tu luyện hai canh giờ kết thúc. Bên ngoài đêm đã khuya, Quân Thường Tiếu nhàm chán kéo ra giao diện thuộc tính, điểm tại sơ giai khu mua sắm bên trên. Từng dãy thương phẩm hiện ra, liên tiếp xem về sau, phát hiện không có gì hữu dụng đồ, vật, sau đó của quyết phía dưới kéo đổi mới. Đinh, môn phái thành tử giá trị, 185-500. Mới xuất hiện thương phẩm, phẩm loại phong phú, làm Quân Thường Tiếu từng cái đảo qua, đột nhiên siêu đứng lên, ánh mắt nổi lên phấn khởi. Thứ hai đếm ngược được, sau cùng ca đến dô thương phẩm vì đến ma đổi, kêu biu đến 88 thức súng bắn tỉa. Thương, súng bắn tỉa, quốc sản súng bắn tỉa, Quân Thường Tiếu kích động không thôi, lại có chút khó có thể tin nói. Ta xuất ra súng bắn tỉa, anh ha ha. Tiếng cười đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, đêm ngủ say các đệ tử toàn bừng tỉnh, bọn họ nhao nhao khó hiểu nói. Từ đâu tới tiếng ngỗng hét, hệ thống nhịn không được đậu đen rau mùng nói. Chỉ có 0.1% tỷ lệ, cái này đều soát được đi ra, ký chủ chó chết vận, nhàn chán đổi mới. Trực tiếp xuất ra súng bắn tỉa, xác thực vận khí nghịch thiên. Quân Thường Tiếu tỉnh táo lại, không có đi chim hệ thống, mà chính là kích động ấn mở ký càng giới thiệu đến. Đồ vật, mà đổi, kêu biu đến 88 thức súng bắn tỉa. Giới thiệu, nguyên hình vì hoa hạ quân đội súng bắn tỉa, mà đổi sau áp dụng cao vào thế giới, từ tinh hạch ngưng tụ viên đạn, tiến hành cự ly xa tinh chuẩn xạ kích. Công hiệu, xạ tốc nhanh, tầm bắn xa, xuyên thấu lực mạnh, có tác dụng trong thời gian hạn định, mãi mãi. Khuyết điểm, mặc dù đi qua cải tạo, nhưng viên đạn dung lượng chỉ có 10 phát, lại sức giật lớn, cần trèo chống tại đây xạ kích, nếu không dùng cẩn thận chi. Giá cả, 100 điểm cống hiến. Nhìn thấy giá cả Quân Thường Tiếu, trừng tróng mắt nói, một thanh ma đổi súng bắn tỉa, thế mà là có thể so với hai bình tư chất cải tạo dịch. Hệ thống nói, ký chủ có thể không mua. Cái này nếu không mua lời nói, ta đầu khẳng định bị lừa đá. Quân Thường Tiếu lúc nói chuyện, ý niệm đã điểm tại mua sắm bên trên. Đinh, ký chủ tiêu phí 100 điểm cống hiến, thu hoạch được ma đổi. Kêu biu đến 88 thức súng bắn tỉa 11, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ. Đinh,
Môn phái điểm cống hiến 85-500. Tiếng nhắc nhở còn không có kết thúc, quân Thường Tiếu đã đem 88 thước súng bắn tỉa lấy ra, thương dài gần 1 mét, rất nặng rất có phân lượng, càng tao là thân thương còn phun ngụy trang xanh. Soát, tâm niệm nhất động, đem ma đổi ông nhắm tá êm ác lấy ra, thể đang nhắm vào má bên trên. Quân Thường Tiếu tay trái nâng lên, tay phải mang lấy, trái vừa nhắm mắt, mắt phải tựa ở trong kính trước nói. Nam nhân, liền nên cho súng bắn tỉa.